chào quý vị khán giả. Bữa nay Khương vừa đi cá thất Thân Hải ở Bến Tre và Bạc Liêu và đi nhiều ngày quá, Khương vừa quên có chuẩn bị quần áo. Hôm nay Khương vừa sẽ vô một cái cửa hàng thời trang rất là nổi tiếng ở Bến Tre để Khương vừa mua vài bộ đồ để Khương vừa mặc để Khương vừa cá. Góc nào mình là đứng ngay đường lựa, mình thử đồ nó kỳ quá. Đây mình sẽ mua cho mình với lại cho trong già mình mặc. Đứng đây luôn ha, đứng đây bán luôn hả? Để thử làm sao? Cái này đâu thử gì, mình canh mà so cỡ thôi. Cái này cỡ 20 ngàn cái, 75 kg luôn lại. Sao nó mỏng như vậy? Không mà. Rồi mặt mặt mát dữ nha. Cái đó thì tội cho. Này 3 cái trăm hả? Dài cả tê. Để em thử coi. Để em thử cái này coi. Này anh Mai anh lấy. Cái này lấy nè bạn. Mình có đại hả? Người ta không cho vô mà sao? Cho vô hả? Người ta cho vô với chị tới em cho vô. Được rồi. Nhớ vô nha. Giờ tới chiều luôn phải không? Giờ chiều luôn. Thôi tới buổi sáng đi, sợ chiều không có thí sinh để em đi á. Buổi sáng là bà Trung vậy. Mát rồi. 12 giờ qua rồi. Gì mát hả? Ồ. Ồ, dễ thương á. Láng mặt vậy đi luôn. Hả? Đi luôn đi. Không mặc vậy đi luôn được. 12 giờ được không? 12 giờ. 12 giờ hả? 12 giờ nghỉ trưa ai? Chị tới khoảng 11 giờ đi. 11 giờ. 1 giờ dạ. Tới nha. Thấy dễ thương rồi đó. Xách bỏ rau đi chắc không còn cộng nào á. Cởi xách bỏ rau đi nha. Dũng. Ồ. Oh. Mình mặc cái quần này mình đi cá từ ok quý vị dạ. Đó. Bà Trang giờ là vậy đó. Có 20 ngàn cái à. Để mua ủng hộ anh thôi. Anh mặc không chưa anh? Đứng chợ này không hả? Đứng chợ á. Đứng chợ luôn hả? Đó. Rồi còn dây. Thấy thương không? Đàn ông mà buôn bán. Sao bán mà anh hiền quá hả? Nó là hả? Có vợ chưa? Chưa. Có vợ luôn hả? Chưa. Cái này số nào? Hiểu béo quay phim không? Hiểu béo quay phim không? Chưa có phim, chưa có hiểu luôn á. Còn về lỗi đi cô. Mẹ chắc ta mua lần chục cái không á? Mua lần 5 cái. Trái 3 trái cũng tùy anh. Cái hàng bán cũng lâu rồi. Lúc đầu bán chưa được. Cái quần hôn vậy? À 5 cái 100 con. Mấy? 5 cái chậm. Thôi mua 2 cái thôi. Nhưng mà lựa màu tối tối hết trơn. Người lớn tuổi. Ông xã hả con? Nhỏ. Ông xã hả? Vì người lớn tuổi mà như con hả? Không á, nhỏ như vậy. À nhỏ như vậy, tưởng là người lớn tuổi như con. Không thì nó như vậy. Đó. Tê 3 cái chậm. Lát mình mặc gì cho mình đi luôn, cát luôn rồi cái gì vậy? Đó, đi không chừng. Nhưng mà cái này mình nghi á, mình đi tắm xong á, mình đi tắm xong ướt lên là thấy hết luôn á, thiệt luôn á. Đúng rồi. Nó mỏng. Đúng rồi. Mặc ở trong nhà được vậy như để ngủ. Mặc ngủ ha. Đầu coi mà ra đường. Mày mặc ra đường là lại là kỳ lắm luôn á. Thầy tôi. Này ra đường mình phải mặc 5 cái được. Tập ra mặc 5 cái vô luôn đồng kè chú mua. Mua quần hả chú? Ba cái trăm rồi đó. Điện thoại về con chúc mừng mới được. Không thì 5 cái trăm nè. Vừa lại mở hàng nữa có người mua theo. Mình sẽ mua. Cái gì thường quá thì... Cái gì thường quá ha? Ủa thường quá không? Sao con sẵn như không? Cháu nội cháu ngoại gì? Cháu ngoại. Ngoại hả? À bà đi con. À bà đi con. À không đi con, con ta là đi. Chưng nha. Đẹp gái quá. Rồi. 2 cái hả chị? 3 cái, 3 cái 100. 3 cái 100. Ồ. Chú mua chú. Cái này vậy nè chú. Mát chú lấy thùng rồi, thùng rồi tỏi chơi. Thùng nó mát chứ. Như vậy vậy, mũi như vậy vậy. Vậy ta đừng cắt tay vậy thôi, đòi dạy gì nữa. Thôi mình mua quần này đi. Quần này nó hơi mỏng, mình mặc nó. Mình qua mua giá cho cái gì vậy ha.
mua chắc về cho ông già mình. Lấy 3 cái đi anh. Dạ. Lấy màu nào mà nổi nhất á? Cái này lấy đâu ăn? Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Điện hàng, gửi hàng. Đem thử em thử luôn nha. Đây. Mình thấy sập đồ luôn quý vị ạ. Chứ Khương vừa mua về tại thấy ảnh bán thấy đẩy xe thấy thương quá mua gì mạnh. Chứ Khương vừa mua về cũng không biết mặc sao nữa. Tại mình không có mặc mấy loại quần này. Hoặc là mua về cho già mình mặc cho cha mình đi mặc vòng vòng sớm. Rẻ quá ha, có 35.000 cái à. Rồi công mai giải rồi nữa, rồi công đẩy đi bán nữa. Ngày em bán được nhiều không anh? Cũng tùy theo quốc chợ lên, có khi 600, có khi 1 triệu, 1 triệu mấy, 7, 8, 1 triệu rưỡi luôn. Bánh tre này luôn. Sao bán quần không có áo? Tại em bán cái này dễ bán hơn, gọn, kéo vô chợ rồi cũng gọn. Mà không có sạc không? Mình đẩy bán vậy hả? Không, này không làm. Rồi mưa nắng rồi sao? Thì nốt. Tích hợp. Thì trước đó anh làm gì? Trước đó cũng làm... bán, buôn bán nè. Bán gì không hả? Lâu rồi. Mà lần đầu tiên mà thấy một anh bán mà hiền với anh vậy đó. Rồi mình chưa bán, mình ăn cơm đâu, ăn cơm tiệm hả? Về nhà thì có chị vợ cho mấy người chị. Anh chắc nhỏ tuổi em rồi. Nhỏ. Anh bao nhiêu tuổi hả? 33. 33. Nhiều. Đây nhìn có một kiểu màu ha. Kiểu con. Sọc đó rồi. Mịn nó mua gì vậy? Mát mẻ lắm á. Ba cái trăm ha. Dạ. Đàn ông mà phụ nữ đi bán thấy cực thấy thương rồi, mà đàn ông đi bán nữa thấy thương cái gì vậy? À, chưa có vợ nữa. Có người yêu chưa? Dạ. Có người yêu chưa? Chưa luôn hả? Có yêu lần nào chưa? Hả? Đồ bán yêu xin thôi. Có yêu lần nào chưa? Đâu rồi, thời gian. Có thời gian để yêu luôn hả? Trời nhức xấu. Thằng lâu. Tới 5 tờ luôn. Sáng giờ mua chắc có triệu tiền nhức xấu à. Chiều nay trúng số của gì vậy? Nè, An Giang, mọi người nhớ số nha. Đó. Cha mình bà con khổ nhiều quá, tối qua giờ đi thấy mấy số nhiều ghê luôn. Thấy người lớn tuổi với lại mấy đứa nhỏ. Giờ mình để dài dài chợ bán ha. Dạ. Anh đẩy đi đi. Dạ. Cái xe này mình chế luôn ha. Cái này 4 xe đồ thôi. Hai là bán cho 3 xào. Xào sao mình không đem áo thun đồ bán, áo thun bán không được đó mà. Bán anh mày bán chậm rồi tùy theo hàng nào bán được cái mình lấy hàng đó mình bán. Ờ, quần vậy mà bán được? Được, đơn giản mà bán dễ. Ủa có quần này đẹp nè, có lửng lửng nè, quần này hơi bự so với em. Ủa so với anh còn có 3 cái à? Quần này 100.000 cái hả? Ủa 3 cái 5 luôn hả? Ủa? Mọi người thấy buôn bán cực không? Đi đậu nhiều khi đậu trước cửa hàng người ta đó, người ta buôn bán á. Người ta có cửa hàng đâu buôn bán thì mình đứng mình bị ảnh hưởng người ta. Dạ. Chào anh nhé. Dạ. Chào anh.
Chào tạm biệt quý diễn giả nha. Này con dừa mua về chắc cho cha con dừa chứ con dừa không có mặc được. Cảm ơn mọi người.